Giá heo hơi hôm nay ngày 29 tháng 7 giảm trên diện rộng, cao nhất 62.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay ngày 29 tháng 7 giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Lực lượng thú y cơ sở đóng vai trò chủ lực trong phòng chống dịch bệnh. Giá heo hơi, hơi hôm nay tại miền Bắc giảm cao nhất 2.000 đồng mỗi kg. Theo khảo sát, giá heo hơi tại miền Bắc giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng mỗi kg 61.000 đồng mỗi kg là mức giao dịch được ghi nhận tại Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang. Đây cũng là giá thu mua tại tỉnh Hưng Yên sau khi giảm 2.000 đồng mỗi kg. Heo hơi tại Hà Nội được thu mua với giá 62.000 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng mỗi kg. Các địa phương còn lại được thu mua với giá trong khoảng 61.000 đến 62.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 61.000 đến 62.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 61.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 61.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 61.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 61.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 61.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 62.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 61.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 62.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 61.000 đồng mỗi kg. Vĩnh Phúc là 61.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 62.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 61.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 61.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm nhẹ, thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên giảm 1.000 đồng mỗi kg, tỉnh Ninh Thuận giảm một giá còn 59.000 đồng mỗi kg, cùng với đáng lóc và bình thuận. Các tỉnh còn lại được thu mua với giá trong khoảng 60.000 đến 61.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung tây nguyên trong khoảng 59.000 đến 61.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa là 61.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 60.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 60.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 60.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 60.000 đồng mỗi kg. Thừa Thiên Huế là 60.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 60.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 60.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 60.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 60.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 60.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 59.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 59.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 59.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm 1.000 đồng mỗi kg. Theo khảo sát, giá heo hơi tại miền Nam giảm 1.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, heo hơi tại các địa phương bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An và Kiên Giang cùng được thu mua với giá 59.000 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng mỗi kg. Sau khi giảm 1.000 đồng mỗi kg, thành phố Cần Thơ thu mua heo hơi với giá 57.000 đồng mỗi kg. Các địa phương còn lại giao dịch ổn định, giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay trong khoảng 57.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 59.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 60.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 59.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 59.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 59.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 60.000 đồng mỗi kg, Long An là 59.000 đồng mỗi kg. Đồng Tháp là 60.000 đồng mỗi kg, An Giang là 59.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 59.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 57.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 59.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 59.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 60.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 59.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 60.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 58.000 đồng mỗi kg. Bến Tre là 58.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 61.000 đồng mỗi kg. Nhìn chung, giá heo hơi giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 57.000 đến 62.000 đồng mỗi kg. Cập nhật thông tin giá heo hôm nay, thành phố Cần Thơ chú trọng công tác thú y cơ sở, đồng bộ giải pháp phòng ngừa dịch bệnh xây dựng vùng chăn nuôi an toàn để nâng cao chất lượng, hiệu quả qua hơn 6 tháng đầu năm lực lượng cán bộ nhân viên thú y cơ sở trên địa bàn đặt trọng tâm vào các giải pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi từ đầu năm đến nay hoạt động chăn nuôi đạt hiệu quả và ổn định dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò tai xanh ở heo dịch tả heo châu phi cúm da cầm dại chó mèo và dịch bệnh thủy sản không xảy ra còn một số bệnh như tụ huyết trùng phó thương hàn các bệnh thông thường xảy ra nhỏ lẻ ở một số hộ gia đình không gây thành dịch cần thơ hiện đã dịch chuyển các trại chăn nuôi cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực các khu dân cư khu đô thị ở quận huyện ngoại thành theo nông nghiệp việt nam